Xin chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo Lao động. Như thường lệ, sau đây Huyền Trang sẽ cập nhật thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Dự báo trong đêm nay và ngày mai phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa dông, riêng khu vực Đồng bằng và Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 tới 33 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 20 tới 40mm, có nơi trên 70mm, mưa lớn kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Người dân sinh sống ở xung quanh các sườn núi và dốc đứng khi đi ngủ cần chọn các nơi cao nhất có thể và tránh xa phía sườn đồi. Nam Bộ ngày mai trời nắng, trưa chiều lại chuyển mưa dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 24 tới 27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Và dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết biển. Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 trong năm 2024. Dự báo chiều mai bão sẽ di chuyển theo hướng đông bắc, khả năng đổ bộ vào khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão, nhiều vùng biển bao gồm hai huyện đảo quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết xấu. Cụ thể, quần đảo Hoàng Sa trời mưa dông đi kèm với lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 tới 10 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2,5 tới 4 m. Còn ở quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 cho tới 3 m. Quay lại thời tiết trên đất liền, khu vực thủ đô Hà Nội dự báo trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 23 tới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 28 tới 30 độ C. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của báo Lao động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo, được phát sóng vào 20 giờ trên laodong.vn.